mình mới hỏi chị là chị mua ở hay là chị mua đầu tư. Đó, thì chị có trả lời lại là: trời ơi, chị mua chị lướt sóng kiếm chút cháo thêm ơi. Ở gì đó, xa lắm, chị đi làm trên quận 1 mà, ai đi xuống gì đó, ở làm gì đâu. Thì mình mới có hỏi lại là: nhưng mà chị có biết là bao nhiêu người đầu tư giống chị không? Đó. Cái chị mới trả lời: ủa chị đâu biết đâu, chị không biết chị mới hỏi em nè. Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với Connect House nha. Người Việt Nam có một câu vậy này các bạn: đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi. Muối là gì? Muối là để ăn, còn vôi là để quét, để sơn nhà. Tại sao đầu năm lại mua muối? Đầu năm là mình dành cho nhau những cái gì nó mặn nồng nhất. Muối tượng trưng cho cái sự mặn mà, còn vôi thì nó tượng trưng cho một cái gì đó nó hơi bạc một xíu. Người ta có câu là bạc như vôi mà các bạn. Cuối năm chúng ta phải tống khứ hết những cái gì mà nó không vui ra. Đó lại là đầu năm thì mình lo cho cái ăn, mà cuối năm thì mình lo cho cái ở. Cho nên là đợt vừa rồi, đợt cuối năm là có rất là nhiều người, người ta đi mua bất động sản. Hôm qua là có một cái chị tương đối rất là thân của mình, chị đó hỏi là: Văn ơi, bây giờ chị muốn đầu tư một cái căn ở dưới Vinhome á, thì bây giờ có đầu tư được hay không? Ở dưới đó bây giờ cái căn Vinhome khoảng 2 phòng ngủ giờ tầm khoảng hơn 3 tỷ đó. Đó, thì mình cùng suy nghĩ và hôm nay mình quyết định là mình làm luôn cái clip này. Chị ấy, chị tâm sự với mình là có một cái bàn sale ở bên Vinhome là đưa ra cho chị một cái bài toán đầu tư rất là hấp dẫn nha, cộng với một cái chính sách bán hàng rất là tốt ở Vinhome. Đó là với cái căn 3 tỷ, 2 phòng ngủ ở Vinhome, chị chỉ cần đóng khoảng 20% thôi các bạn, là tầm khoảng 600 triệu thôi. Tại cái tài chính của chị giờ hiện tại cũng tầm chừng đó thôi. Đó, là chị đã có thể mua cái căn 3 phòng ngủ rồi. À quên, 2 phòng ngủ rồi. Và chị chỉ cần đợi 2 năm, đó, mình đóng trước 20%. Và 80% còn lại mình để đợi ngân hàng cho vay. Và 2 năm sau mình nhận nhà. Lúc đó mình bán lại trên vài trăm triệu. Sướng. Các bạn thấy cái bài đầu tư này nó cũng quen quen mà cũng rất là hấp dẫn phải không? Chỉ cần nhịp giò, nhịp giò rung đùi đợi 2 năm sau là lấy về vài trăm triệu rồi. Bỏ ra có 5-600 triệu rồi. Nghe là thấy sướng rồi. Nhưng mà đời không như mơ đâu các bạn. Và chừng mình mới hỏi chị là: chị mua ở hay là chị mua đầu tư? Đó, thì chị có trả lời lại là: trời ơi, chị mua chị lướt sóng kiếm chút cháo thêm ơi. Ở gì đó, xa lắm, chị đi làm trên quận 1 mà, ai đi xuống gì đó, ở làm gì đâu. Thì mình mới có hỏi lại là: nhưng mà chị có biết là bao nhiêu người đầu tư giống chị không? Đó. Cái chị mới trả lời: ôi chị đâu biết đâu, chị không biết chị mới hỏi em nè. Thì mình có phân tích cho chị một cái câu vậy nè: mà tổng số căn hộ ở dưới Vinhome là 54.000 căn, mà hầu như tầm khoảng có 70% là đầu tư rồi đó các bạn. Cái đợt mới giao nhà này, hiện tại bên Vinhome mới có khoảng 30% cư dân vào ở thôi nha, là tính thêm cả những người đi thuê rồi đó, là 70% căn hộ dưới Vinhome nó còn trống đấy các bạn, chưa có ai họ ở hết. Vậy thì mình mới nói với chị là chị cứ thử tính xem một cái bài toán là chị cũng muốn bán thì người ta cũng muốn bán, mà bây giờ hàng chục ngàn người đang bán giống chị vậy đó. Và trong khi đó là cái đợt này không phải là đợt đầu của Vinhome. Cái đợt đầu cái căn 2 phòng ngủ ở Vinhome tầm khoảng tỷ 5, tỷ 6 thôi. Bây giờ căn của chị là chị bán 3 tỷ rồi, là chị cũng phải cạnh tranh với những người bán trước chị, bán rẻ hơn chị nữa. Chị nhắm lúc đó chị bán nổi hay không, bán được liền hay không, lướt sóng được hay không. Mình đang nói những người đang muốn lướt sóng nha các bạn, chứ mình không có nói là ở đây mua bán không được nha. Các bạn đừng có hiểu lầm, đặc biệt là các bạn sell bán Vinhome. Rồi cái thứ hai đó là bây giờ cái bài toán mà mình bỏ ra tầm khoảng 5-600 triệu để mình sở hữu một căn, 5-600 triệu là 20% mà sở hữu một căn ở dưới Vinhome giá khoảng 3 tỷ, 3 tỷ rưỡi, nó một chuyện rất là dễ dàng. Và mình suy nghĩ rất là đơn giản là 2 năm sau khi mà cái căn hộ hoàn thành mình bán lại trên khoảng 1-200 triệu, nó đơn giản. Nhưng mà mình phải đặt vào cái trường hợp là cái người mua sau, lúc đó người ta không phải là đóng 20% nữa, mà người ta phải đóng 100%, mà người ta phải tất toán lại với ngân hàng nữa. Mình phải tất toán lại với ngân hàng. Và lúc đó người ta có dễ dàng để bỏ ra tầm khoảng 3 tỷ mấy, 4 tỷ mấy để sở hữu một căn 2 phòng ngủ ở dưới khu xa xa dưới đó hay không? Thực ra thì vẫn có những người mua đó, nhưng mà bây giờ với cái số lượng đầu tư nó nhiều như vậy thì lúc đó có chắc là chị bán lại được giống như là kỳ vọng là lướt sóng được ngay lúc đó hay không? Thì mình có phân tích như vậy và chị có suy nghĩ lại. Tính ra là mình phải đặt vào cái trường hợp lúc đó các bạn, mình phải đặt vào cái người mua sau á, người ta có dễ dàng để mua loại hình sản phẩm này hay không. Hiện tại bây giờ đưa ra cái chương trình bán hàng là hấp dẫn nha các bạn,
mình bỏ ra có nhiêu tiền đâu, bỏ ra tầm khoảng 5-6 triệu thì giờ ai cũng dễ sở hữu mà. Nhưng mà tới cái lúc đó để sở hữu được không phải là bỏ ra 5-6 triệu nữa, mà là bỏ ra khoảng hơn 3 tỷ, thì lúc đó là một cái mà để cái người sau người ta cân nhắc. Và khi mà đi đầu tư là mình phải tính đến trường hợp này, chứ mình cứ chủ quan rồi tới lúc đó không bán lại được thì lúc đó sao, cũng phải ráng xoay tiền mà đặt vào thôi, thì lúc đó nó nhờ hết việc của mình. Đây là cái mà mình đã chia sẻ cho chị, và hôm nay cũng muốn là chia sẻ luôn cho các bạn luôn. Và đây cũng chỉ là một cái góc nhìn của mình thôi nha các bạn. Nhưng mà nói đi thì cũng nói lại, thực ra Vinhome là một công ty bất động sản là thuộc hàng là uy tín top 10 ở Việt Nam đó các bạn. Cho nên là ngoại trừ những mà anh chị nào đang muốn lướt sóng thôi, còn mà những anh chị nào đang có ý định đầu tư lâu dài này, hoặc là tìm cho mình một cái chốn an cư lý tưởng, thì mình thấy Vinhome rất là ok nha. Mình có đi vào cái Vinhome rồi, mà chắc là sắp tới mình sẽ đưa một cái clip về chia sẻ nội khu về Vinhome. Thực ra vào đó sướng lắm các bạn, rất là thích. Cho nên là nếu mà anh chị nào muốn đầu tư hoặc là muốn tìm hiểu thêm thì có thể tìm hiểu thêm về Vinhome nha. Khu Vinhome còn chín đẹp lắm. Ngoài trừ những anh chị muốn lướt sóng nha, mình thấy là dưới Vinhome không có lướt sóng được đâu. Anh chị nào mà muốn lướt sóng mà đóng vào có 20% mà đợi tới lúc nhận nhà mà để lướt liền là coi chừng lướt đó nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau. Bye bye.